Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cơ. Trong video của buổi tối ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về một trận đại chiến cờ tàn đánh cho ngày 4 tháng 3 năm 2022 trên Thiên Thế Kỳ. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Liễu Đại Hoa và người cầm đen là đoạn chiến vương Hồng Chí. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ chứ chứ将军，吃。吃。 吃。 将军，吃。 吃。
将军。将军。吃，将军，吃，吃。吃，将军，将军，吃，đối hình cờ trên thì bên tiên cho phát triển mã 9-7 và bên đen nhẹ nhàng cho tự bắt mã ngay. Sau hình cờ trên thì bên đỏ kém quân và buông cờ xin thua. Các bạn cùng nhau phân tích thêm hình cờ trước đó. Trong bối cảnh trên mà bên đỏ cho thoát mã khỏi trận tượng thì sao? Đánh như vậy thì cũng thua khi mà bên đen có thời cơ vượt phá qua bắt mã ngay. Mã bốn tiền 6 thì không bắt được mã của bên đen khi mà bên hồng chí vẫn còn đó thì hướng cờ bình vào qua để kê đường, hướng hình cờ đấu và sau đó thì bên đen phải đứng ở trạng thái hơn quân và ưu thế về cờ tàn. Như vậy kênh học của Tuấn Lai vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.